Mời các bạn tham gia chương trình dự đoán phim chiều trên kênh HTV9. Câu hỏi kỳ này: bộ phim Nữ Bác Sĩ có bao nhiêu nhân vật tên Hà? 1, 1 người, 2, 2 người, 3, 3 người. Xin gọi 8011011 hoặc soạn tin nhắn FC9XY gửi đến số 8283. Để có cơ hội trúng thưởng, Subradin hân hạnh tài trợ chương trình này.